Đây là những hình ảnh được ghi nhận ở các cảng cá lớn nhất Quảng Trị. Hiện nay, hai cảng cá lớn nhất ở tỉnh là Cửa Tùng và Nam Cửa Việt. Hai cảng này vừa được bố trí kinh phí để xây dựng nâng cấp. Thế nhưng khi tất cả các hạng mục đều được đầu tư nâng cấp, thì riêng chỉ có hệ thống xử lý nước thải lại chưa được ưu tiên xây dựng. Khi hạng mục này chưa được đầu tư, thì tổng thể dự án sẽ bị ngừng trệ. Cảng cá Cửa Tùng được nhà nước đầu tư nâng cấp, sửa chữa với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án đến tháng 6 năm 2023 này sẽ hoàn thành các hạng mục cơ bản. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khu xử lý nước thải theo thiết kế lại chưa được tính đến. Đóng cửa thì là khó khăn cho bà con, đời sống bà con, cũng như tàu thuyền ở đây ra vào cảng. Khi mà dự án nâng cấp sửa chữa xong thì phải hoàn chỉnh đúng pháp luật để mới đi vào hoạt động được. Cảng ngừng hoạt động thì rất khó khăn cho người dân, làm về mùa nam là không phải riêng trong tỉnh mà cả ngoài tỉnh nữa, là lượng tàu rất đông, họ vào bán các loại hải sản ở tại cảng Cửa Việt. Đối với cảng cá Nam Cửa Việt, cảng này được đầu tư xây dựng 130 tỷ đồng, cũng ở trong tình trạng chưa có khu xử lý nước thải. Điều này cho thấy ban quản lý xây dựng đã không thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở. Năm 2021 thì Sở Tài nguyên Môi trường đã có kiểm tra nhắc nhở hai cảng cá, ban quản lý cảng cá này. Đến năm 2022, Sở cũng đã phối hợp với Cục Bảo vệ Miền Trung Tây Nguyên đã có kiểm tra nhắc nhở đối với các cảng cá này. Muốn cấp phép môi trường thì phải hoàn thành tức là cả cái biện pháp bảo vệ môi trường trong đó. Hệ lụy rõ ràng nhất của việc hai cảng cá lớn ở Quảng Trị chưa thể hoạt động là hàng trăm tàu cá trong và ngoài tỉnh Quảng Trị sẽ không thể cập cảng, đồng nghĩa với việc số hải sản đánh bắt được sẽ không biết nhập ở đâu. Hàng trăm lao động tại các khu dịch vụ hậu cần nghề cá sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.